VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cuộc tập trận Nga Trung trên biển Đông cuối cùng đã được công bố rõ ràng địa điểm là vùng biển phía đông của thành phố Trạm Giang. Tuy nhiên khác với các đợt tập trận mà hải quân Trung Quốc đã tiến hành trong tháng 7, đợt tập trận này khoa mục nổi bật lại là đổ bộ chiếm đảo. Vì có khoa mục đổ bộ chiếm đảo, cho nên câu hỏi được nhiều người quan tâm là mục tiêu của cuộc tập trận nhằm vào ai? Trong bản tin hôm nay, xin mời quý vị và các bạn tham khảo một bài phân tích của mạng Sina về vấn đề này. Bài viết có tên là Địa điểm và khoa mục của cuộc tập trận Nga Trung khiến mọi người ngạc nhiên. Tập trận chiếm đảo hay là thanh kiếm chỉ về phía Đài Loan. Tác giả bài viết là Từ Minh Thiên. Sau đây là nội dung bài viết, mời các bạn theo dõi. Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 9 trong một tuần, lực lượng của Nga và Trung Quốc tiến hành tập trận tại biển Đông. Một tháng trước, hai phía Nga Trung công bố tập trận tại biển Đông trong bối cảnh phán quyết của tòa trọng tài mới công bố mọi người cho là tập trận nga trung là để đối phó mỹ mục tiêu diễn tập sẽ phải là đánh tàu sân bay nhưng hiện tại mục tiêu diễn tập được công bố lại là điều nhiều người không ngờ đến mục tiêu chủ yếu của đợt diễn tập lại là đổ bộ và kiểm soát đảo các trang bị tham gia tập trận có tàu mặt nước tàu ngầm máy bay cánh cố định trực thăng trên hạm hải quân đánh bộ và thiết giáp lội nước trong giai đoạn diễn tập tại cảng thủy quân lục chiến của Nga và Trung Quốc tổ chức lực lượng hỗn hợp diễn tập các khoa mục như đổ bộ từ trực thăng, đổ bộ đường biển, đột phá các hệ thống phòng thủ của hải đảo, trong đó có bắn đạn thật các loại vũ khí nhẹ. Từ các khoa mục diễn tập mà xét, rõ ràng mục tiêu diễn tập là đối phó với các đảo ở biển Đông, nhưng tôi cho là để chiếm các đảo ở biển Đông, lực lượng quân sự Trung Quốc có thể làm được. Các đảo này đều không lớn, không thể triển khai hành động đổ bộ đại quy mô mà chỉ có thể sử dụng cấp biểu đoàn, cấp đại đội. Đương nhiên đảo Điếu Ngư cũng có thể hành động đổ bộ, nhưng giá trị của việc đổ quân lên Điếu Ngư không lớn. Trung Quốc không cần phải huy động lực lượng hùng hậu làm gì. Bởi vậy tôi cho rằng, lần diễn tập này của Nga Trung là nhắm mục tiêu Đài Loan. Địa điểm tập trận tại vùng biển phía đông Trạm Giang, cách Đài Loan tương đối gần. Đài Loan là mục tiêu tác chiến của các đơn vị thuộc tập đoàn quân 42 đóng ở Huệ Châu, Triều Châu, Sán Đầu của tỉnh Quảng Đông. Đương nhiên hạm đội Nam Hải đóng ở Trạm Giang cũng là một lực lượng chủ lực để tiến công Đài Loan. Quân đội Trung Quốc đã ở các vùng phụ cận, xây dựng các thao trường mô phỏng đổ bộ lên Đài Loan. Như thế, các trang thiết bị phục vụ tác chiến đổ bộ của Nga và Trung Quốc có thể thử nghiệm ở các thao trường này. Khi đổ bộ Đài Loan, Nga sẽ không tham gia, nhưng Nga có thể cung cấp trang bị. Từ góc độ nhu cầu, Đài Loan đang có ý định độc lập, nên việc Trung Quốc ra tay thống nhất Đài Loan là sắp xảy ra. Về mặt chiến lược, đổ bộ Đài Loan có tác dụng cốt lõi đối với việc phá vỡ vòng vây của Mỹ đổ bộ lên Đài Loan không những là phá vỡ sự phong tỏa nhiều năm của Mỹ đối với Trung Quốc, mà còn có thể đột phá ở giữa, chỗ phân biệt Biển Đông và Biển Hoa Đông. Từ đây, phía Bắc có thể kiểm soát quần đảo Ryukyu, Nam có thể kiểm soát eo biển Philippines. Đường ra vào Biển Đông của Mỹ và Nhật đều bị phong tỏa. Vấn đề Biển Đông có thể dùng sức mạnh mà giải quyết. Kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông đến nay, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách ẩn nhẫn nhiều năm để chủ động hành động, lấy công làm thủ, chiếu theo lợi ích và mục tiêu chiến lược của Trung Quốc mà hành động. Từ các khoa mục trang bị và lựa chọn địa điểm mà xét, lần tập trận này đã được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị tốt. Vì vậy, tôi cho là tập trận hải quân Nga Trung lần này có mục tiêu là Đài Loan. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung phân tích của tác giả Từ Minh Thiên về mục đích thực sự của cuộc tập trận Nga Trung đang diễn ra. Xét về vị trí tập trận thì đúng là cuộc tập trận này diễn ra rất gần Đài Loan và cũng đúng như lời Từ Minh Thiên nói. Trung Quốc từ rất lâu rồi đã ấp ủ ý muốn thống nhất lãnh thổ. Trong quá khứ, chỉ vì quân đội Trung Quốc không có hải quân và không quân mạnh nên nảnh bất lực để tưởng giấy thải gây dựng cơ sở ở Đài Loan. Mấy năm trở lại đây, Trung Quốc tăng cường đóng tàu khu trục, tàu đổ bộ và phát triển không quân. Các học giả Trung Quốc cũng đã không ít lần viết bài, khi thì nói bóng gió, khi thì nói thẳng là Trung Quốc sẽ chuẩn bị thu hồi Đài Loan. Đài Loan rõ ràng là cái tên nhức nhối nhất với Trung Quốc một hòn đảo chỉ cách đại lục trung quốc một khoảng cách rất gần nhưng trung quốc chưa có cách gì thống nhất được trong bài viết nêu trên từ minh thiên nói rằng nếu đổ bộ được lên đài loan thì trung quốc đã đột phá được vòng vây của mỹ nhật như từ minh thiên nói từ phía đài loan phía bắc trung quốc có thể kiểm soát được quần đảo ryukyu phía nam kiểm soát được eo biển philippines cũng nếu chiếu theo lời của từ minh thiên thì kế hoạch đổ bộ đài loan và âm mưu quân sự hóa biển đông của trung quốc có quan hệ rất mật thiết các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa là những tiền đồn đẩy lùi sự hiện diện quân sự của Mỹ ra xa lãnh thổ Trung Quốc. Khi Trung Quốc hoàn thành thê bố trí ở các đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa thì một khi Trung Quốc đổ bộ sang Đài Loan, các đảo nhân tạo này sẽ là một căn cứ tiền tiêu để ngăn cản sự tiếp ứng của Mỹ qua ngả biển Đông. Với khả năng của Trung Quốc hiện nay, nếu có cơ hội, họ sẽ quyết định dùng vũ lực để thống nhất lãnh thổ. Cũng có ý kiến lo ngại rằng Trung Quốc tập trận đổ bộ là nhằm mục tiêu chuẩn bị tiến công các đảo và quần đảo Trường Sa. Theo ý kiến cá nhân của tôi, dĩ nhiên các kinh nghiệm mà Trung Quốc rút ra sau cuộc tập trận đổ bộ này sẽ được họ sử dụng nếu sau này họ thực hiện một cuộc đổ bộ dù là lên Đài Loan hay là các đảo ở Trường Sa. Mặt khác, Trung Quốc từ lâu đã muốn chiếm hết Biển Đông cho nên chắc chắn họ đã phải chuẩn bị các phương án rất kỹ để một khi có cơ hội là ra tay. Thậm chí, có khi họ còn cho dựng các thao trưởng mô phỏng các hòn đảo ở Trường Sa trong đất liền để cho bộ đội của họ luyện tập đổ bộ cho thuần thục những hoạt động đó chắc chắn là còn thường xuyên và nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc tập trận chung với Nga, vốn chỉ dùm beng và đánh đòn tâm lý. Ngược lại, ở vị trí người đóng giữ phòng thủ, lực lượng của Việt Nam trên các đảo ở Trường Sa cũng đề ra hết các phương án phòng ngự. Các loại hỏa lực như cối pháo đã lấy sẵn phần tử bắn cụ thể theo từng phương án. Và các đơn vị hải quân đánh bộ, dù đóng trong đất liền cũng thường xuyên rèn luyện đổ bộ để khi cần thiết thì đổ bộ phản kích chi viện cho đảo. Đó là những hoạt động thường xuyên của quân đội trở lại cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc. Như trong bản tin lần trước, tôi đã trình bày, chúng ta không nên quá mẫn cảm với sự kiện này. Thậm chí, ngay cả khi trong tình huống Nga và Trung Quốc có lấy sự bố phòng của Việt Nam làm đề mục để diễn tập chiếm đảo đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã là một điều xấu. Bởi vì nếu như vậy, thì sau cuộc diễn tập của họ, Việt Nam sẽ biết được cách thức mà Trung Quốc sẽ làm và những điểm bản thân mình còn sơ hở trong bố phòng để qua đó củng cố thế trận. Bản tin của VN Youtuber hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.